Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 121. Dứt lời, cả Lương Vệ Quốc và Lương Phong Nghiêm đều bất ngờ, không ai ngờ thái độ của Lương Dự lại cứng rắn như thế, thậm chí cả Lương Cánh Tùng cũng vậy. Lương Dự, ý của em là gì? Lương Phong Nghiêm tức giận trầm giọng hỏi. Anh Nghiêm, anh đừng vội đem nói hết đã. Lương Dự cười nhạt. Là mình mà anh đã nói. Em từng nghe nói qua, em cũng biết cậu ta là người của nhà Lâm. Đúng vậy. Lương Phong Nguyên chần chờ rồi gật đầu. Theo như em biết, cậu ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, đúng không? Lương Dự nói tiếp. Đúng vậy. Sắc mặt Lương Phong Nguyên dần trở nên khó coi. Không chỉ có vậy, cậu ta còn bị ép làm rể nhỏ Tô ở Giang Thành. Cả ngày chẳng có việc gì làm, anh bám vợ, đúng không? Lương Dự lại nói. Lương Phong Nguyên há miệng không nói nên lời. Thực ra những chuyện này Lương Dự đều biết cả, nhưng có vẻ như dù Lâm Minh sống chết thế nào thì cũng là chuyện mà cậu ta, chỉ cần cậu ta sống ổn là được. Ông ta giáo huấn cậu ta cũng chẳng qua là muốn cậu ta biết điều, thế nhưng là gia tộc lại cứ làm quá đinh, bắt ông ta tới Giang Thành là sao chứ? Lương Vệ Quốc đứng bên cạnh chỉ khẽ cau mày. Ông ta và Lương Hoàng Anh đều biết thân phận chân thật của Lâm Minh, cũng chính vì vậy mà Lương Vệ Quốc mới chịu đứng lên ra kiếm, nếu không thì nhà Lương lại sẽ có một kẻ địch lớn. Đồng thời ông ta cũng cảm nhận ra được là mình không muốn để lộ thân phận của mình nên mới giấu đi. Ông ta tin nếu ông ta giấu giúp anh thì chỉ nợ anh một ân tình, còn nếu ông ta nói ra thì coi như sẽ bị đứt đoạn toàn bộ mối quan hệ đối với anh. Cái gì? Vợ nuôi sao? Vậy khác gì là đồ bỏ đi chứ? Lương Phong Nghiêm trầm mặt trong khi Lương Nam Phương phụt cười, chế nhạo. Đúng vậy, một kẻ bỏ đi mà anh còn bắt Nam Phương đi xin lỗi cả con vợ của nó nữa. Anh không sợ chuyện này mà lan ra ngoài thì sẽ khiến nhà Lương mất mặt sao? Lương Dự nhìn chằm chằm Lương Phong Nghiêm. Lời nói này giống như một con dao sắc bén đâm vào ngực Lương Phong Nghiêm. Ông ta vội lùi lại, trừng mắt với Lương Dự nhưng không nói lên lời. Ý cậu là gì? Sai thì phải nhận lỗi. Tôn Nhân nhà người ta vì bảo vệ Thu Yến mới bị Nam Phương đánh. Nam Phương dám làm thì dám chịu, nhận sai xin lỗi có gì đâu chứ? Lương Vĩ Quốc lập tức nói. Thế nhưng với giấc đời thì Lương Khánh Tùng đã nâng tông lên khoảng 8. Nhưng Nam Phương là họ Lương. Giáo ông ta chấm dứt cả đám người, Lương Việt Quốc đánh mắt lại nhìn Lương Khánh Tùng. Lương Khánh Tùng chỉ là đụng nói với ông ta. Xin lỗi cũng phải xem trường hợp nào là ai. Nếu như Lâm Minh Tô Nhân là người tầm cỡ thì thiệu bối xin lỗi là điều đương nhiên. Đằng này là hai kẻ bỏ đi. Nếu xin lỗi thì có lẽ nhà Lương sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đó. Em không cần thể diện nhưng anh thì cần đó. Anh hai, em đừng nói nhiều nữa. Lương Khánh Tùng hừ giọng. Vệ Quốc, hôm nay anh đã để mặt em lắm rồi. Đó là để Thu Yến quay về, còn bắt Nam Phương xin lỗi nữa. Nếu nào như vậy còn chưa đủ sao? Em cứ phải làm khó, ép nhà Lương cúi đầu với bên ngoài, cúi đầu với thằng bỏ đi của nhà Lâm sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà Lâm sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt như thế nào đây? Dù anh cả đứng đây thì anh cũng không đồng ý chuyện này. Nhưng anh hai, đừng nói nữa. Lương Vệ Quốc, nếu em còn không chịu tỉnh ngộ thì bảo Lương Thu Yến cút ra khỏi nhà Lương đi. Nó cũng đừng mong nhận được lời xin lỗi từ Nam Phương. Lương Khánh Tùng gầm lên. Lần này ông ta nổi giận thực sự. Lương Vệ Quốc tái mặt nhìn Lương Khánh Tùng bằng vẻ không dám tin. Chuyện Lương Thu Yến đúng ra rất dễ giải quyết, cứ làm khó qua khó lại cũng chẳng làm được việc gì. Dù sao cũng là người một nhà, có điều là mình lại không phải là họ Lương. Lương Khánh Tùng chẳng muốn đôi co với Lương Vệ Quốc nữa, cơ thế phát ông ta bước xuống rời khỏi đại sảnh. Nam Phương đi thay bộ quần áo, mang thêm ít hoa quả đi gặp thím Thu Yến đi. Lương Dực cười nhạt nói với con gái. Ông ta cũng chẳng buồn đoái hòa tới Lương Vệ Quốc và Lương Phong Nghiêm, cơ thể bước ra khỏi đại sảnh. Khủng khiếp. Lương Vệ Quốc tức run người. Lương Phong Nghiêm cũng siết chặt nắm đấm. Ông ta rất hận. Bác ba, bây giờ phải làm sao? Lương Phong Nghiêm hỏi ra. Xem ra chuyện này không dễ xử lý rồi. Phong Nghiêm, bác ba vô dụng, giúp không nổi rồi. Lương Vệ Quốc thở dài, tỏ vẻ bất lực. Bác ba, đừng nói vậy. Bác phải để Thu Yến quay về đã là cố gắng hết sức rồi. Còn chuyện của Lâm Minh, chúng ta đi gặp bác hai nói sao vậy? Lương Phong Nghiêm nghĩ rằng, ngốc sao? Chắc họ không hiểu sao? Lương Nam Phương là cháu ruột bác hai. Nó mặt cúi đầu thì bác hai cháu đương nhiên mất mặt. Bác hai cháu lại là người thích thể diện, sao có thể đồng ý được chứ? Vậy cháu đi tìm bác cả. Bác cả chỉ trách đã bận tâm tới những chuyện này. Lương Quốc trắc đầu thở dài. Lương Phong Nghiêm siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu. Lâm Minh là con nuôi cháu, Tô Nhân là vợ nó,
mà họ vì bảo vệ vợ cháu mới phải chịu uất ức. Nếu như không thể lấy lại công bằng cho họ thì thật không biết anh nói thế nào. Nói xong, Lương Phong Nghiêm chạy thẳng ra ngoài. Phong Nghiêm! Lương Việt Quốc vội vàng chạy theo, nhưng không kịp. Nhìn theo bóng lưng ông ta, Lương Việt Quốc thở dài. Lương Việt Quốc cảm thấy bất lực, đành lết cơ thể mệt mỏi của mình đi về khu vực đã sắp xếp tạm thời cho Lâm Minh, Lương Thu Yến và Tô Nha. Lúc này Lâm Minh vẫn còn đang uống trà đợi tin tức. Lương Sinh đứng bên cạnh với vẻ thấp thỏm. Lương Hoàng Anh cũng đang chăm sóc cho Tô Nhan và Lương Thu Yến. Cánh cửa được đẩy ra. Ông nội, Lương Sinh vội vàng đứng dậy. Ông Lương, kết quả thế nào rồi? Lâm Minh đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Chuyện của mẹ nuôi cậu không sao nữa rồi. Lương Việt Quốc mỉm cười. Gia tộc đã chuẩn bị đón nó về rồi. Sau này sẽ lại là người của nhận Lương. Còn Nam Phương cũng sắp tới đây xin lỗi rồi đó. Thật sao? Vậy tốt quá rồi ạ. Lương Sinh rất vui. Lâm Minh cũng thở phào, gật đầu. Một lúc sau, anh đột nhiên ý thức được gì điều đó, mày nói. Vậy tôi và Tô Nhan thì sao? Thế nhưng lúc này, Lương Việt Quốc chỉ im lặng. Lâm Minh thấy vậy, lập tức châu mày. Thế nhưng, anh chỉ thản nhiên nói. Xem ra, nhà Lương là không coi Lâm Minh tôi ra gì rồi. Nghe Lâm Minh nói vậy, Lương Việt Quốc cảm thấy tim đập bình bịch. Ông ta vội vàng lên tiếng. Lâm Minh, cậu đừng giận. Chuyện này cha nuôi cậu vẫn đang bàn luận. Cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ không để cho mọi người chịu quá đức đâu. Cha nuôi tôi vẫn còn đang phải bàn sao? Bàn kiểu gì chứ? Là mình thản nhiên hỏi. Nó đi tìm gia chủ rồi. Cậu đừng lo lắng nữa. Cha nuôi cậu của cậu cũng đã nói. Dù thế nào cũng sẽ đòi lại công bằng cho vợ cậu. Dù chuyện có nhỏ đến đâu, chúng tôi cũng phải nghiêm túc xử lý. Đây không phải là chuyện nhỏ. Là mình cau mày. Vợ tôi chịu ức ức có thể đối với cô ấy không là gì. Chỉ bị chảy sức đôi chút. Nhưng đối với tôi thì không. Vợ tôi bị ức ức dù là một đôi chút thôi thì cũng còn hơn là giết tôi nữa. Là mình không hề nói quá, anh thà chỉ ức ức chứ không cho phép những người bên cạnh mình bị như vậy. Tôi biết rồi. Lương Quốc thở dài. Tôi không biết cha nuôi tôi định dùng cách gì để giải quyết vấn đề này, nhưng tôi không hy vọng cha nuôi tôi vì vợ tôi mà ức ức mà phải chịu thiệt thòi. Tôi đã hứa với ông ấy trong vòng 3 ngày tôi sẽ nhịn và chờ đợi. Là mình nhắm mắt không nói gì nữa. Lương Quốc nghe vậy thì gặp gần. Cuối cùng ông ta lắc đầu đi tới bên cạnh Lương Sinh. Lương Sinh, cháu chăm sóc cho cậu Lâm. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với Lương Sinh nhé. Ông già này không ở lại lâu nữa. Ông mệt thì cứ đi đi nhé. Lâm Minh gật đầu. Lương Việt Quốc cúi đầu rồi đi. Không gian đẹp trả về vẻ yên tĩnh như bình thường. Lúc này Lâm Minh bắt đầu cảm thấy tức giận. Nhưng cha nuôi anh đang cố gắng xử lý công việc. Anh có tức cũng biết xả ra ở đâu. Đành phải đợi 3 ngày nữa thôi. Nhà Lương hy vọng đừng để tôi thất vọng. Lâm Minh lầm bầm. Lương Sinh nghe thấy vậy thì giật mình. Cặp. Lúc này cánh cửa lại được mở ra. Sau đó một cô gái sắp túi eo vì bước vào. Trông cô ta vô cùng thời thượng, để tóc mái, trang điểm nhạc, ngũ quan tinh tế giống như một búp bê. Cô ta có dáng người uyển chuyển, vòng nào ra vòng đó, tuổi tầm 17. Sau khi bước vào, cô ta tò mò nhìn Lâm Minh, Lương Sinh và lên tiếng. Anh Lương Sinh, sao lại ở đây? Tiểu Diệp, em còn tới rồi sao? Em tới thăm mẹ đúng không? Bà ấy đang ở bên trong đó. Hai mắt Lương Sinh sáng lên. Tiểu Diệp, em là Lương Tiểu Diệp sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Ê, anh biết tôi sao? Cô gái nhìn Lâm Minh bằng vẻ tò mò. Đương nhiên rồi. Lâm Minh cười thản nhiên. Anh là Lâm Minh, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng anh tin em đã từng nghe qua. Lâm Minh sao? Cô gái giật mình trợn tròn mắt, trông vô cùng dễ thương. Tuy nhiên một lúc sau, cô ta lại hừ giọng lạnh lùng nói. Tôi còn tưởng rằng là ai chứ? Hóa ra là anh sao? Anh chính là Lâm Minh, kẻ bị đuổi ra khỏi nhà Lâm, đúng không? Đương nhiên là tôi, có nghe qua rồi. Lâm Minh châu mày. Tiểu Dịch, em anh nói cái gì biểu gì thế? Dù sao ấy cũng là anh trai nuôi của em đó. Lương Sinh bực bội vội vàng nói. Anh trai nuôi sao? Anh ta cũng xứng sao? Em không có người anh nào vô dụng như thế. Lương Tiểu Dịch khịt mũi hừ giọng, trừng mắt trong bộ dạng ghét bỏ. Sau đó cô ta quay quẩy đi vào bên trong. Mẹ, con tới thăm mẹ. Lương Sinh thấy vậy thì cười khổ, nhìn Lâm Minh bằng vẻ mặt ái ngại. Lâm Minh chỉ lắc đầu, không so đo với trẻ con. Lương Tiểu Dịch vẫn còn được coi là hiếu thuận, cả ngày ở nhà chăm sóc Lương Thu Yến. Lương Bình Triều cũng tới 2 lần, nhưng nhìn thấy Lâm Minh là hận ra mặt. Nhìn thấy Lương Sinh ở bên cạnh thì cậu ta không dám lên tiếng gì. Mấy người này đều là con ruột của Lương Thu Yến, đương nhiên sẽ không làm gì anh. Thế nhưng anh giả vờ làm như không thấy gì. Lâm Minh. Đến lúc này, giọng nói yếu ớt của Lương Thị Yến vang đêm, Lâm Minh nghe thấy lập tức bước vào phòng. Trong phòng có 2 chiếc giường, mấy người hộ lý của nhà Lương đang truyền dịch cho Lương Thị Yến.
Tô Nhan cũng đã đỡ nhiều. Đang ngồi trên giường bệnh, lấy điện thoại ra xử lý công việc. Thế là mình bước vào, cô khẽ gật đầu. Lê Tiểu Dịch đang giặt một chiếc khăn sạch cho Lương Thu Yến ở trong nhà tắm. Là mình cũng nhìn Tô Nhan sau đó bước tới bên cạnh Lương Thu Yến. Mẹ, sao thế? Lê Minh khẽ hỏi. Lê Minh, mẹ có một chuyện muốn nhờ con. Lương Thu Yến mỉm cười. Chuyện gì ạ? Là thế này, Tiểu Dịch đột nhiên muốn đi học. Tiểu Dịch đột nhiên không muốn đi học. Mẹ nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Lát nữa còn được con bé tới trường xem xảy ra chuyện gì. Nếu thầy giải quyết thì xử lý giúp mẹ. Còn không thì về nói với cha nuôi có con. Lương Thu Yến thiều thào. Mẹ yên tâm, không thành vấn đề. Lê Minh gật đầu. Được, vậy để mẹ nói với Tiểu Dịch. Lê Thu Yến mỉm cười. Một lúc sau, gì cơ ạ? Để kẻ bỏ đi này tới trường với con sao? Vậy thì con sẽ mất sạch hết mặt mũi đó. Con không đồng ý đâu. Lê Tiểu Dịch tức giận chậm chân, sau đó ngồi phịch xuống ghế trong vô cùng giận dữ. Tiểu Dịch, nghe này đi. Còn nữa, Lê Minh là anh nuôi có con phải tôn trọng anh đấy. Con không có người anh nuôi nào vô dụng như thế hết. Mà nhìn xem anh ta là dạng gì mà xứng làm anh nuôi con chứ. Đến vợ mình mà anh ta còn không xứng nữa là. Lê Tiểu Dịch hét lên. Con... Lê Thu Yến tức tới mức run rẩy, mặt bà ra đỏ bừng, tâm trạng đã vô cùng kích động. Thưa bà không được tức giận. Giờ huyết áp của bà vẫn chưa ổn định, quá tức giận sẽ khiến bệnh tình tệ hơn đó. Mấy người hộ lý bên cạnh vội vàng khuyên can, nhưng hình như không có tác dụng. Lê Thu Yến đã định đứng dậy nói gì đó, nhưng do tâm trạng kích động nên đã nôn ra máu. Lê Tiểu Dịch sợ hết hồn, là mình tối vội vàng bước tới, châm cho Lương Thu Yến một châm để bà ấy bình tĩnh lại. Mẹ đừng giận, con hứa với mẹ. Hứa với mẹ là được rồi chứ gì. Lê Tiểu Dịch khóc dở méo dở. Sau này cần phải tôn trọng anh của con, biết chưa? Lê Thu Yến tái mặt nghiêm túc nói. Dạ. Lê Tiểu Dịch nói vẻ không cam tâm. Được rồi, cùng Lâm Minh tới trường đi. Lê Thu Yến nằm xuống. Lê Tiểu Dịch cúi gằm đầu không nói thêm gì nữa. Tới giờ Lê Tiểu Dịch sửa soạn rồi hai người rời khỏi nhà Lương. Lê Tiểu Dịch dẫn Lâm Minh tới trạm đợi xe ở đầu đường và đợi xe tới. Lâm Minh cảm thấy ngạc nhiên. Lương Nam Phương lái cả Ferrari, em lại ngồi xe buýt sao? Nhà Lương không mua xe cho em sao? Vậy ở Lâm có mua xe cho anh không? Lê Tiểu Dịch hỏi ngược lại. Lâm Minh chợt hiểu ra, có lẽ Lương Tiểu Dịch cũng ở trong tình cảnh như anh khi ở nhà Lâm. Thế nhưng Lê Tiểu Dịch không thê thảm bằng Lâm Minh. Số xe 238 đã tới. Hai người lên xe, tầm một tiếng sau thì tới trường học của Lương Tiểu Dịch. Đó là một trường đại học sư phạm Yến Kinh. Chỉ là khi đứng trước cổng trường thì Lương Tiểu Dịch lại do dự không muốn vào trong. Sao thế? Vào trong thôi. Lâm Minh cảm thấy tò mò. Không, tôi muốn về nhà. Lương Tiểu Dịch như sắp khóc tới nơi. Hả? Lâm Minh ngạc nhiên. Lương Tiểu Dịch đột nhiên lộ ra vẻ hoảng loạn và lo lắng khiến Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Thì thấy cô gái quay người lại mỉa mai nói với anh. Lâm Minh, chúng ta về đi. Giờ chúng ta về ngay thôi, nhanh lên. Đã xong, cô gái mặc kệ Lâm Minh cứ thế bỏ chạy. Lâm Minh lập tức ngăn lại. Tiểu Dịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tới trường rồi mà sao lại về chứ? Lâm Minh trao bài hỏi. Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Tôi về nghỉ ngơi vài ngày. Sau vài ngày tôi tự quay lại trường học là được rồi. Lâm Tiểu Dịch lắp bắp. Không thoải mái sao? Em không thoải mái ở đâu? Lâm Minh lại hỏi. Tôi bụng tôi khó chịu. Anh nhầm cái gì sao? À không phải, chỉ là không thoải mái. Chắc là dạ dày có vấn đề, phải về nhà nghỉ ngơi. Lâm Tiểu Dịch do dự. Lâm Minh nghe thấy vậy lập tức chộp lấy cổ tay cô gái. Hả? Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra. Lâm Tiểu Dịch cuống cả lên, lập tức phất tay nhưng bị Lâm Minh ghim chặt không thoát ra được. Bị một người đàn ông cầm chặt tay trước mặt đám đông, khuôn mặt cô gái hết chuyển từ đỏ au sang tái nhợt. Cô ta vội vàng nhìn xung quanh như sợ bị người khác trông thấy. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh chỉ đưa tay lên bắt mạch cho cô. Một lúc sau, Lâm Minh chau mày. Tiểu Dịch, dạ dày của em rất bình thường, cơ thể cũng không có bệnh gì, sao em lại thấy không thoải mái chứ? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Anh nói khỏe là thì khỏe chắc, anh tưởng anh là bác sĩ sao? Lâm Tiểu Dịch rút tay về, tức giận quát lên. Anh Lâm Minh định nói cho Lương Tiểu Dịch biết rằng anh là bác sĩ, nhưng anh lại không có gì để chứng minh. Còn nói thì Lương Tiểu Dịch cũng không tin. Còn chức hội trưởng hiệp hội đông y của Giang Thành thì cũng chỉ là danh hảo, nên cũng không nói lên được điều gì. Anh không phải là bác sĩ mà anh làm màu giữa đây, còn không thử coi lại xem mình làm nghĩ thế nào. Lương Tiểu Dịch khinh thường nói, là mình á khẩu. Lương Tiểu Dịch không muốn nhiều lời với anh nữa, cô ta chỉ xua tay. Tóm lại là tôi muốn về nhà. Anh muốn thì về cùng, nhưng phải nghe theo lời của tôi. Về không được nói linh tinh,
Tới chỗ mẹ chỉ cần nói là tôi trên đường cảm thấy không khỏe nên quay về là được, rõ chưa? Nếu anh dám lật mặt thì tôi sẽ cắt lưỡi đấy. Đến tới đây, khuôn mặt nhỏ của cô ta làm ra vẻ mặt đáng sợ. Thì đáng tiếc do ngũ quan tinh tế nên cho dù cố gồng mình thì cũng chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang nhen lên mà thôi. Lê Minh nào sợ gì, anh chỉ lắc đầu. Tiểu Dịch, mẹ nuôi đã bảo anh đưa em tới trước rồi nên anh bắt buộc phải làm vậy. Em không được đi đâu hết, mau vào trong. Về cái lúc xá buổi chiều nay thì đi học đi. Anh coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đó hả? Lê Minh, anh, tôi nói cho anh biết, anh bị đuổi ra khỏi nhà Lâm thì cũng đừng hòng chịu vào mẹ tôi mà bước vào nhà Lương. Anh chỉ là con chó đáng thương mà thôi, anh vênh mặt lên với ai chứ? Lê Tiểu Dịch rất tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Lê Minh mắng chửi. Về nhà Lương sao? Lê Minh tối sầm mặt. Anh tưởng tôi không biết chắc, anh muốn dựa vào nhà Lương chúng tôi nên mới tỏ ra thân thiết với mẹ. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu. Lê Tiểu Dịch tức giận hầm hầm. Lời nói của cô ta thật dễ khiến người khác bị tổn thương. Lê Minh khẽ siết chặt nắm đấm, một lúc sau buông ra vì anh biết không cần phải so đo với một cô nhóc không hiểu chuyện. Anh giật lắc đầu thầm thở dài. Đúng lúc này có giọng nói kỳ lạ ở bên cạnh vang lên. Ây, đây không phải là cô chủ nhà Lương của chúng ta sao? Cuối cùng cố chịu lộ mặt rồi sao? Còn dẫn theo trai cơ à? Chị Hạ nói đúng, lời con gái như cô canh bản là loại bà đâu ngủ đó mà. Bình thường làm ra vẻ thuần khiết lắm, bây giờ đưa cả trai bao tới đây sao? Hết đường chối rồi nhé. Lời tiếp dịch lập tức tái mặt khi nghe thấy vậy. Cả người cô gái bỗng nhiên run lên cầm cập. Lê Minh cũng quay qua nhìn với vẻ nghi ngờ. Bên cạnh Đường Tiểu Dịch lúc này là một gái ăn mặc sexy. Cô gái này ăn mặc thời thượng, tóc nhuộm bên đỏ bên vàng, miệng nhai kẹo cao su, bộ dạng trông bất cần đời. Cô ta chỉ liếc nhìn Lê Tiểu Dịch rõ ràng không coi Lê Tiểu Dịch ra gì. Lê Tiểu Dịch khi nhìn thấy kẻ này chỉ run rẩy lắp bắp. Chị Phiêu. Phiêu với đầu nhà cô ấy, còn biết bà đây là chị Phiêu cơ à? Mấy ngày không đi học rồi, cô tưởng cô trốn được mãi sao? Con chị nhân này đi, chị Hạ muốn gặp cô. Cô gái tên Phiêu lầm bầm chứa vài câu rồi quay người bước đi. Lê Tiểu Dịch mặt cắt không còn hoạt máu, đứng ngay tại chỗ không dám nhúc nhích. Lê Minh mặt tối sầm lại, anh mơ hồ nhận ra điều gì đó. Chị Phiêu bước tới thấy Lê Tiểu Dịch vẫn đứng bất động thì đùng đùng nổi giận. Mẹ kiếp, con chị nhân này, mày còn đứng nước đó sao? Bà bắt mày bước tới đây cơ mà biết sao? Lần này thì cô ta không chút khách khí, những học sinh ở xung quanh đây đều nghe thấy, ai cũng trợn tròn mắt cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Họ chỉ rõ bàn tán. Lê Tiểu Dịch rưng rưng chảy nước mắt, trông cô vô cùng bất đắc. Thế là cô cúi đầu bước đi. Là mình vốn định ngăn Tiểu Dịch lại nhưng nghĩ ra là thôi, anh cùng Tiểu Dịch đi theo chị Phiêu. Ấy, bạn của cô còn có tình có nghĩa đấy nhỉ? Tên ngốc này liên quan gì tới anh chứ? Nếu muốn cút thì cút đi, không ai tiếp đâu. Còn không thì cứ đi theo, lát nữa có kịch hay để xem đó. Chị Phiêu nhảy mắt. Tiểu Dịch nghe thấy vậy thì càng sợ hãi hơn. Cô gái run rẩy nhìn Lê Minh như đang cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng cô ta cũng cảm thấy tuyệt vọng vì một kẻ mới đi nhanh sao thể giúp được cô ta chứ? Lê Minh hỏi chị Phiêu bằng vẻ không hiểu. Cô biết cô ấy tên là Lương Tiểu Dịch thì chắc cũng biết cô ấy là người nhà họ Lương chứ. Nhà Lương ở Yến Kinh đã ngày qua bao giờ chưa? Cô đồng vào cô ấy là gây sự với nhà Lương thì sẽ gặp phiền phức đó. Nhà họ Lương ở Yến Kinh sao? Chị Phiêu giật mình sau đó bật cười. Hà, anh quá buồn cười, anh tưởng chúng tôi không biết nhà Lương hay sao? Nói thật nha, loài tiểu nhân như chúng tôi sao thể so sánh được với nhà Lương ở Yến Kinh chứ? Thế nhưng ở Yến Kinh này đâu phải chỉ có nhà Lương. Hơn nữa, cô chủ Lương là cái thá gì, chẳng phải là một kẻ bị ghẻ là được sao? Chị Phiêu tỏ vẻ khinh thường, là mình cảm thấy ngạc nhiên. Đến cả một cô gái không có gia thế cũng biết được địa vị của Lương Tiểu Dịch hay sao? Sao Lương Tiểu Dịch lại đáng thương như vậy chứ? Xem ra chuyện này không hề đơn giản. Là mình trao mày, âm thanh lấy điện thoại ra định gọi cho Đương Việt Quốc, nhưng người thế nào anh lại gọi cho Mã Hải? Đây là Yến Kinh chứ không phải là Giang Thành. Trước khi có hoạch được thực hiện, Lâm Minh không muốn để lộ thân phận. Nếu đến người đời biết Thành Lâm chính là Lâm Minh thì chỉ khiến kế hoạch anh đổ bể, cực kỳ bất lợi cho hành động sau này. Phía Lương Vệ Quốc đã có một đống việc phải xử lý, Lâm Minh còn chẳng buồn làm phiền ông ta nữa. Nếu để Mã Hải làm thì cũng chỉ bao ông ta âm thầm hành động, ý chí sẽ lấy danh nghĩa của Thành Lâm chứ tuyệt đối không thể dùng danh nghĩa của Lâm Minh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lâm Minh liền nhanh chân đi theo. Lê Tiểu Dịch toàn thân run rẩy, cúi đầu có chút bất an đi theo chị Phiêu kia. Mấy người đến một con ngõ nhỏ bên cạnh cổng trường. Nơi đây người dân thưa thớt vô cùng yên tĩnh, nhưng cuối ngõ lại có 7-8 thanh niên cả nam lẫn nữ, ai nấy ánh mặt thời thượng trông rất vẻ ăn chơi. Bò ngồi tấm năm tụm ba, mỗi người ngậm một điếu thuốc lá đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại cười phá lên.
người dân ra vào con ngõ để đưa mắt nhìn, nhưng nhìn thêm mấy cái là sẽ bị đám nam nữ này chửi bới vô cùng bá đạo. Có người tức giận nhưng không dám nói gì, có người thì không thèm chấp lũ trẻ ranh. Đến lúc này hình như bọn họ nhìn thấy chị Phiêu và Lương Tí Dịch, ai nấy sáo kêu lên: chà, người đẹp đương của chúng ta đến rồi kìa. Người đẹp đương có nhớ tôi không? Tôi tự hỏi, từ mã tôi kém gì mấy kẻ tốt mã dễ cùi kia, sao cô lại không chọn tôi vậy chứ? Còn khốn, cuối cùng có chuyện lộ mặt sao? Bà hoặc là chửi rủa hoặc là chế giễu, nghe thấy những lời trêu ghẹo và khiêu khích đó, nên Tiêu Diệt cảm thấy bàn chân nặng như thì. Sắc mặt cô ta trắng bệch, sợ hãi nhìn những người này, trong lòng muốn bỏ chạy. Này, cô còn đứng ngay ra đó là gì? Sao nào? Muốn chạy sao? Tôi nói cho cô biết, dù cô có trốn đến nhà Lương thì cũng vô ích. Chị Hạ muốn lôi cô ra thì quá dễ dàng. Ông bố bà mẹ vô dụng của cô không bảo vệ được cô đâu. À, bây giờ mẹ cô còn khó mà giữ mình. Nếu không chừng ngày nào đó cô phải tham dự tang lễ của mẹ cô ấy chứ. Chị Phiêu cười khẩy, nói toàn lời thâm độc. Lê Tì nghe thấy thế, vừa sợ vừa tức, run rẩy trừng mắt nhìn chị Phiêu. Cô đừng anh nói quá đáng. Có thể mắng tôi nhưng không được mắng mẹ tôi. Quá đáng sao? Cũng có hiếu đó. Nhưng thế thì là cái gì chứ? Mà lại đây, đừng để chị Hạo tức giận. Nếu không sẽ xảy ra chuyện quá đáng hơn đó. Chị Phiêu cười khẩy nói ra. Lê Tì Diệp nhưng ngừng thở. Tiểu Diệp, cứ đi đi, đừng sợ, có anh đây. Lê Minh bỗng an ủi một câu: anh sao? Lê Tì Diệp nhìn về phía Lê Minh, nhìn trong mắt không có bao nhiêu mong chờ và hy vọng. Hiển nhiên cô ta không định gửi gắm hy vọng vào Lâm Minh. Trong mắt cô ta, anh là thằng vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà Lâm, là thằng chuyên anh bám, có thể đi theo đến đây là tốt lắm rồi, còn hy vọng vào anh sao? Cô ta thà đặt hy vọng vào chính mình còn hơn. Ba người đi vào sâu trong ngõ, ai đấy đều nhìn lên tiếng dịch bằng mắt châm chọc. Đến lúc này, một giọng nói bình thản và êm tai vang lên: đại đây. Hai chữ đơn giản nhưng chẳng khác nào tia sắt đánh thẳng vào người lên tiếng dịch. Toàn thân cô ta trở nên cứng ngắc, sau đó bước thêm 3 bước rồi đứng yên bất động. Những người kia phía trước cũng dừng đường. Chỉ thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai đang ngồi trên bậc thềm cách đó không xa. Cô ta mặc áo ba lỗ màu đen, quần đùi áo khoác buộc ngang hông, nhìn tràn ngập sức sống thanh xuân, bắt tay vào các chân trắng nõn cứ thế lộ ra ngoài, khiến trí tưởng tượng của người ta cứ bay cao bay xa hơn. Cô ta không hút thuốc lại càng không trang điểm mà đang cầm một cuốn sách để đọc. Toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một hơi thở mọt sắc và vẻ đẹp tri thức. So với những người xung quanh thì cô ta hoàn toàn khác biệt, rất an tĩnh và tinh tế. Lê Minh có chút tò mò nhìn cô gái này, nhưng lúc cái gì lại như nhìn thấy ôn thần để hết dũng khí thốt ra hai chữ: chị Hảo. Mấy ngày nay đi đâu vậy? Cô gái không ngẩng đầu lên, ánh mắt đang tập trung vào quyển sách trong tay, bình tĩnh hỏi: tôi không đi đâu cả, tôi phải chăm sóc mẹ tôi. Lê Tiết Diệp lắp bắp nói: thế chuyện tôi bảo cô làm, cô đã làm chưa? Cô gái lại hỏi, nhẹ nhàng, lãnh đạm nhưng lại có sức uy hiếp một cách khó hiểu. Lê Tiết Diệp lại muốn khóc đến nơi. Chị Hảo, tôi đã tìm cậu Vân mấy ngày nhưng vẫn chưa tìm được. Vậy là vẫn chưa làm xong sao? Cô gái ngẩng phát đầu lên, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Lê Tiết Diệp, tràn ngập lạnh lẽo. Hai chân Lê Tiết Diệp suýt chút nữa thì nhũn ra. Nếu cô đã không làm theo lời tôi nói, vậy thì tôi tự làm vậy. Chẳng phải mấy người các anh muốn ngắm cơ thể Lê Tiết Diệp hay sao? Hôm nay sẽ cho các anh toại nguyện, lột quần áo của ta cho tôi, sau đó vứt ở cổng trường để tôi xem liệu cậu Vân có thích một con khốn không biết liêm sỉ, phóng đãng vô cùng này hay không. Cô gái bình thản nói, sau đó cúi xuống nhìn quyển sách trong tay, khuôn mặt không chút gợn sóng, dường như chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng Lê Tiết Diệp nghe xong thì lập tức sợ những người: dừng tay, canh giá. Tôi là người nhà Lương đó, nếu anh dám động đến tôi, nhà Lương sẽ không tha cho anh đâu. Cứu tôi với. Lê Tiết Diệp gào lên chống trả quyết định. Chỉ thấy mấy người đàn ông kia vứt đi thuốc trong tay xuống, cười khả ố bước tới. Lê Tiết Diệp sợ hãi vội vàng lùi lại, khuôn mặt biến sắc. Ây Tiết Diệp, đừng sợ, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Yên tâm đi, chuyện này có lần đầu, lần sau cô sẽ không kháng cự nữa đâu. Đừng sợ, cứ phóng túng một lần đi, cho thầy trò toàn tường mở mang tầm mắt, chẳng phải rất tốt sao? Mấy người đàn ông cười hô hố cùng bước tới. Lê Tiết Diệp gần như sắp phát điên, nhưng đến lúc này cơ thể đang đi giật lùi của cô bỗng khựng lại, hình như sau lưng chạm phải gì đó, cô ta run rẩy ngoảnh lại mới phát hiện một người đàn ông đang đứng ở đằng sau. Người đó chính là Lâm Minh. Dừng tay đi. Lâm Minh vỗ nhẹ vào vai Lê Tiết Diệp, tỏ ra an ủi, sau đó lên tiếng: mày là ai hả? Dù như lúc này bọn họ mới để ý tới Lâm Minh, nhưng hầu hết đều không có anh ra gì. Dù sao đã có chị Hảo chống lưng ra đi, bọn họ phải sợ ai chứ?
tôi là anh nuôi của Tiểu Diệp, tôi khuyên các cậu lập tức dừng tay đi, đừng quấy rối Tiểu Diệp nữa, nếu không hậu quả tự chịu đó. Lâm Bình bình tĩnh nói, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt thì đã vô cùng rõ ràng. Hôm nay Ad hơi bận, thành ra là chỉ có 2 lít thôi nha. Tối thì Ad sẽ ráng lên cao thủ thu chân, rồi thêm 1 lít phú đại gia nữa. Chứ hôm nay Ad không có thời gian, hơi bận.